Sao? Đâu? Đâu làm lại coi. Rồi, nói chung là rồi. Đó. Đâu, nãy làm khác mà. Rồi sao? Thành sao mà làm miệng vậy? Không đói bụng. Bên điện quá vậy? Nó bụng là vậy hả? Đâu làm lại cái cưa ơi. Ăn gì vậy? Phở. Thấy to luôn hả? Dạ phở. Ngon. Ngon. Rồi giống ba nấu không? Giống ba nấu là ba nấu ngon hơn. Con giống ngon hơn. Ghê, mở giống xì. Ghê, ăn giống giống xì. Xong chưa? Nói chưa? Nói chưa? Thôi được rồi. Đây là hình ảnh của cái loại salad của công ty Express mới nhất đưa ra, xảy ra trên 19 tiểu bang. Nếu như mà quý vị có mua về là quý vị quá ngon. Dạ, hàng loạt cái danh sách ngay cả nguy cơ mắc bệnh gấp 10 lần. Và mắc cái bệnh mà Listeria này đó quý vị, và có thể là gây sảy thai và thai chết lưu. Ờ, giống như vậy. Dạ, sinh con non chẳng hạn. Đó là những cái nhà đi. Chứng và những cái mối nguy hại của giống như vậy. Sẽ bà ngon.